Trong bài này, tôi sẽ thực hiện một ví dụ với bậc trio. Tôi có 3 tập tin view với cấu trúc giống nhau. Như các bạn thấy, cả 3 tập tin view của chúng ta đều có một thẻ deep. Bên trong sẽ là một thẻ H3 và một thẻ B. Với thẻ H3 sẽ có một phần định dạng CSS. Như tôi đã trình bày, thì đối với các tập tin view có cấu trúc giống nhau như thế này, các bạn có thể sử dụng đến tập tin bậc trio để hiển thị nội dung. Tôi sẽ trình bày hai cách để chúng ta hiển thị phần nội dung của tập tin view này ra ngoài trình duyệt. Cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ xây dựng 3 tập tin view với nội dung như ở phần slide này. Và sau đó tôi sẽ hiển thị ra trình duyệt như bình thường. Và với cách thứ hai đó là tôi sẽ sử dụng tập tin bậc trio với cấu trúc cũng sẽ gồm có một thẻ deep, một thẻ H3 và một thẻ B. Và thông qua hai cách này, các bạn có thể so sánh và thấy được sự tiện lợi khi chúng ta sử dụng tập tin bậc trio. Tôi sẽ truy cập vào layout 1 controller. Tại đây tôi sẽ tạo ra 3 action mới. Lần lượt sẽ là index 6, index 7 và index 8 action. Để nhanh chóng thì tôi sẽ copy phần nội dung của index 5 action. Và chúng ta lần lượt sẽ có các action. Bây giờ sẽ là index 6 action. Tiếp tục index 7 action. Và cuối cùng sẽ là index 8 action. Và các nội dung này tôi cũng giữ nguyên cho các action. Câu lệnh này sẽ giúp cho chúng ta thực hiện đó là chỉ hiển thị phần action view. Tiếp đến tôi cũng thực hiện tạo ra các tập tin view cho các action này. Tôi đang ở layout 1 controller. Do đó tôi sẽ truy cập vào thư mục layout 1. Tiếp tục tôi sẽ copy tập tin index5.html. Và bây giờ chúng ta sẽ có đó là index6.html. Tương tự tôi cũng có index7.html. Và cuối cùng sẽ là index8.html. Tôi sẽ tiến hành thêm nội dung cho các tập tin view này. Đầu tiên là index6.html. Thì tôi sẽ thực hiện xóa đi tất cả các phần nội dung này. Và trong tập tin view, tôi sẽ tạo ra một phần giao diện như trong phần slide. Phần giao diện này cũng bao gồm đó là một thẻ deep, một thẻ H3 và một thẻ B. Nội dung của thẻ H3 đó là khóa học lập trình PHP. Tương tự cho tập tin index7.html thì chúng ta cũng thực hiện xóa đi các phần nội dung không cần thiết. Tôi cũng đưa vào giao diện cho tập tin index7.html. Tập tin của chúng ta cũng bao gồm có một cấu trúc, đó là thẻ deep, H3 và một thẻ B. Sau cùng sẽ là tập tin index8.html. Tôi cũng tiến hành xóa đi các phần tử không cần thiết này và đưa vào phần nội dung cho index8.html. Phần nội dung cũng tương tự, đó là bao gồm một thẻ deep, một thẻ H3 và một thẻ B. Các tập tin này sẽ có phần nội dung khác nhau. Ở index 8 đó là khóa học lập trình Joomla 2.5. Và bây giờ tôi thực hiện lưu các tập tin này. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện truy cập vào các action này. Do đó tôi sẽ di chuyển ra phần trình duyệt. Chúng ta đang ở localhost. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện đó là vào single phân công. Controller của chúng ta sẽ là layout 1 controller. Action sẽ là index 6. Các bạn thấy chúng ta nhận được một thông báo lỗi là bởi vì layout 1 của chúng ta đã ghi sai giá trị. Ở đây phải có chữ T. Như vậy phần giao diện của index6.html cũng đã được hiển thị cho chúng ta. Tương tự tôi sẽ copy nội dung này và chúng ta thực hiện mở ra một tab mới. Và bây giờ tôi sẽ có layout 1 controller và index 7 action. Tôi cũng đã có nội dung của index 7, đó là khóa học lập trình jQuery. Cuối cùng sẽ là index 8 action. Và tôi cũng có nội dung đó là khóa học lập trình Joomla 2.5. Các bạn thấy cả 3 action này chúng ta đều có cấu trúc tương tự như nhau. Đó là sẽ gồm một phần tiêu đề với định dạng màu chữ. Và kế đến sẽ là phần nội dung.
Như vậy tôi đã thực hiện xây dựng thành công nội dung cho các tập tin view theo một cách thông thường nhất. Bây giờ tôi sẽ thực hiện theo cách thứ hai. Đó là tôi sẽ xây dựng một tập tin bạc trio với cấu trúc hoàn toàn tương tự như ba tập tin view này. Tôi sẽ quay trở lại phần trình soạn thảo và tôi sẽ truy cập vào thư mục share. Tại đây tôi sẽ tạo ra một tập tin bạc trio mới, do đó tôi sẽ copy tập tin bạc trio 1.bhtml và tôi sẽ có tập tin đó là bạc trio 2.bhtml. Sau đó tôi sẽ truy cập vào tập tin bạc trio 2.bhtml và chúng ta cũng thực hiện tắt đi tất cả các phần nội dung này. Nội dung của tập tin bạc trio 2.bhtml sẽ có cấu trúc giao diện tương tự như các tập tin view của index 6, index 7 và index 8. Do đó tôi sẽ copy phần nội dung của index 6.bhtml và đưa vào cho bạc trio 2. Như vậy tôi đã xây dựng phần nội dung cho bạc trio 2.bhtml. Và bây giờ quay trở lại với tập tin index.bhtml. Tôi sẽ thực hiện xóa đi tất cả các phần nội dung của index6.bhtml này. Thực hiện lưu lại tất cả các tập tin. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện refresh lại index6 action. Các bạn thấy chúng ta nhận được một trang trắng là bởi vì tập tin index6.bhtml hiện tại không có phần nội dung. Bây giờ tôi sẽ thực hiện đưa nội dung của tập tin bactio2.bhtml vào cho tập tin index6.bhtml. Để thực hiện thì tôi sẽ gọi đến câu lệnh, đó là đối tượng did. Chúng ta gọi đến bactio. Và trong phương thức bactio này, chúng ta cần truyền vào tên của tập tin bactio. Đó chính là bactio2.bhtml. Và vị trí của nó sẽ nằm trong thư mục share. Do đó tôi sẽ truyền vào giá trị, đó là share. Tiếp tục sẽ là tên tập tin bactio2. Và bây giờ chúng ta sẽ refresh lại index6 action. Các bạn thấy phần nội dung của tập tin bactio2.bhtml đã hiển thị cho chúng ta. Điều này có nghĩa là tôi đã kéo thành công nội dung của tập tin bactio vào cho tập tin view. Bây giờ tôi cũng thực hiện tương tự cho index7 và index8 action. Các phần nội dung này tôi cũng thực hiện tắt nó đi. Tương tự cho index8.bhtml, tôi cũng tắt đi các phần nội dung này. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện lưu lại các tập tin. Chúng ta sẽ refresh lại index7 và index8 action. Sau khi tắt phần nội dung thì chúng ta cũng còn giá trị, đó là tên của khóa học. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Đó là vì thẻ H3 của chúng ta chưa được đưa vào trong phần ghi chú. Do đó tôi tiến hành thực hiện đưa nó vào trong phần ghi chú. Tôi sẽ cắt đi phần nội dung này và tôi sẽ đưa nó vào trong phần ghi chú này. Thực hiện tương tự cho index7.bhtml. Tôi cũng cắt đi phần nội dung này và đưa nó vào đây. Tôi cũng tiến hành lưu tất cả các tập tin này. Và bây giờ chúng ta sẽ refresh lại một lần nữa. Các bạn thấy nội dung của thẻ H3 cũng đã được ẩn đi cho chúng ta. Tương tự sẽ là index8. Và chúng ta cũng đã nhận được một trang trắng. Sau đó tôi sẽ thực hiện truy cập vào tập tin index6.bhtml và tôi sẽ copy tất cả các phần mã lệnh này. Và tôi cũng thực hiện đưa vào cho tập tin index7 và index8.bhtml. Tiếp tục sẽ là index8.bhtml. Và bây giờ chúng ta sẽ refresh lại duyệt. Đầu tiên là index8 action, kế đó sẽ là index7 action. Các bạn cũng thấy rằng bây giờ cả ba action của chúng ta đều hiển thị được phần nội dung của tập tin bạc trio. Và cả ba action này đều có cùng một giao diện, cùng một nội dung. Để các tập tin view có phần nội dung khác nhau thì chúng ta phải truyền vào các biến cho tập tin bạc trio thông qua tham số thứ hai của phương thức bạc trio. Quay trở lại với phần mã nguồn, tôi sẽ thực hiện trước cho index8.bhtml. Tham số thứ hai của phương thức bạc trio sẽ là một mảng.
tôi sẽ chuyển vào một biến đầu tiên, đó là biến title. Và biến này sẽ có giá trị, đó là nội dung của thẻ H3. Do đó tôi sẽ copy nội dung này và chúng ta đưa vào cho biến title. Để hiển thị được nội dung của biến title này thì trong tập tin bạc co2.bhtml chúng ta sẽ thực hiện echo ra biến title. Tôi sẽ echo ra biến title trong nội dung của H3. Do đó tôi cũng thực hiện xóa đi phần nội dung này. Và tôi cũng tạo ra một thẻ PHP. Bên trong sẽ là echo biến title của chúng ta. Chúng ta thực hiện lưu tất cả các tập tin. Và bây giờ tôi sẽ refresh lại index 8 action. Các bạn quan sát giá trị của tiêu đề, đó là khóa học lập trình PHP. Và tôi thực hiện refresh. Các bạn thấy phần tiêu đề của chúng ta đã được thay đổi. Và tiêu đề này chính là phần giá trị của biến title mà tôi vừa truyền từ index8.bhtml vào cho tập tin bạc co. Quay trở lại với phần mã nguồn, tôi tiếp tục sẽ truyền vào biến content. Và biến content này có giá trị, đó là nội dung của thẻ B. Và biến sau cùng, đó là biến class. Biến class của chúng ta sẽ có giá trị, đó là nội dung nằm trong thẻ style. Do đó tôi sẽ copy phần mã lệnh này và đưa vào cho biến class của chúng ta. Tôi cũng tiến hành echo ra các biến này bên trong tập tin bạc co2.bhtml. Biến content của chúng ta sẽ được echo tại vị trí này. Và tôi sẽ tạo ra một thẻ PHP. Tiếp tục câu lệnh echo. Giá trị của chúng ta sẽ là biến content. Tiếp tục sẽ là biến class. Gọi đến câu lệnh echo và truyền vào biến class. Như vậy thì phần nội dung của tập tin bạc co2.bhtml tôi cũng thực hiện xây dựng xong. Bây giờ tôi sẽ refresh lại cho index 8 action. Bạn quan sát phần giao diện của index 8 trước khi chúng ta refresh. Và bây giờ tôi thực hiện refresh. Như các bạn thấy, giá trị của biến content cũng đã được hiển thị cho chúng ta. Và phần màu của tiêu đề cũng đã được thay đổi. Quay trở lại với phần mã nguồn thì tôi cũng thực hiện tương tự cho index7.bhtml. Để cho nhanh chóng thì tôi sẽ thực hiện, đó là copy phần mã nguồn của index8.bhtml. Và sau đó tôi cũng thực hiện truy cập vào index7.bhtml. Và tôi sẽ thực hiện thay thế cho phần mã nguồn này. Bây giờ tôi tiến hành thay đổi giá trị cho các biến. Đầu tiên sẽ là biến title. Giá trị không còn là khóa học lập trình Joomla 2.5, mà bây giờ nội dung của nó sẽ là nội dung của thẻ H3. Do đó tôi thực hiện copy giá trị này và đưa vào cho biến title. Đến sẽ là biến content. Tôi cũng tiến hành thay đổi cho nó. Tiếp tục, chúng ta cũng đưa vào nội dung này cho biến content. Và giá trị cuối cùng sẽ là biến class. Tôi sẽ thực hiện refresh lại cho index7 action. Các bạn thấy tôi cũng đã truyền giá trị các biến thành công. Và phần title đã được thay đổi thành, đó là khóa học lập trình jQuery. Đây là các giá trị mà tôi đã truyền từ tập tin index7.bhtml vào cho bạc co2. Quay trở lại với trình soạn thảo, tôi cũng thực hiện tương tự cho index6.bhtml. Do đó tôi cũng thực hiện copy phần mã nguồn này và đưa vào cho index6.bhtml. Tôi cũng tiến hành thay đổi phần nội dung cho index6.bhtml. Phần title bây giờ sẽ là khóa học lập trình PHP. Tiếp đến sẽ là phần nội dung. Tôi cũng thực hiện thay đổi giá trị cho biến content. Và cuối cùng đó là biến class. Như vậy tôi cũng thực hiện xây dựng nội dung cho index6.bhtml thành công. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện refresh lại cho index6 action. Các bạn thấy phần nội dung hiển thị cũng đã chính xác cho chúng ta. Như vậy qua video này, các bạn đã có thể tạo ra các phần giao diện cho các action thông qua tập tin bạc co. Điều này sẽ giúp cho mã nguồn của chúng ta trở nên ngắn gọn và được đồng nhất hơn.